Chào mọi người, lại là em Phương Cún đây. Em thường nhận được một câu hỏi của các anh chị là bạn Púc hoặc Sĩ thì thường nhìn mặt các bạn rất là ngô ngố, đáng yêu như thế thì các bạn ấy có nghịch ngợm không ấy? Đấy, thì nên hôm nay em được xuất mấy bạn Púc này, nên em bỏ ra quay video để cho mọi người xem là chó Púc có thật sự là ngây ngô như là cái vẻ mặt của các bạn ý không nhé. Đây là hai bạn Púc cái mọi người nhé. Em đang cho lên trên ghế để quay video để mọi người có thể thấy này, bạn ấy rất là nghịch luôn. Đó, yêu chưa? Búc ấy thì nhìn mặt các bạn ấy ngô ngố như thế thôi, nhưng mà thường là cái tính cách của bạn ấy rất là năng động, rất là thích chạy nhảy nghịch ngợm ấy. Nhưng mà có thể thấy bạn ấy chạy không ngừng luôn và nô với người rất là cuốn người, rất là thích nô với người luôn. Đấy, em còn nuôi cả trại, em chăm rất là nhiều cún ấy, nên là em thường không có thời gian để chơi với các bạn ấy nhiều. Mà các bạn ấy còn cuốn, còn thích nghịch như thế này nữa, là mọi người nuôi ở nhà chỉ nuôi một bạn thôi ấy, thì các bạn ấy cực kỳ cuốn luôn, đi đâu là cũng theo đó, rồi thích nghịch ngợm, thích chạy nhảy ấy. Nuôi Púc thì mọi người không cần cái không gian quá là rộng rãi cho các bạn ý, bởi vì lông của các bạn ý là lớp lông ngắn và sát, nên là bạn ấy cũng không cần quá là nhiều diện tích. Nhưng mà với cái tính cách mà khá là nghịch ngợm như thế này ấy, thì mọi người nên thường xuyên tương tác với các bạn ý nhé. Mình có thể để các bạn ý ở nhà rồi tối về mình thả các bạn ý ra cũng được, hoặc là có điều kiện thì có thể dắt các bạn ý đi chơi hoặc đi thể dục cùng ấy, thì sẽ rất là thích. Đấy, yêu lắm. Đây là còn nghịch từ nãy đến giờ luôn rồi nhá. Còn em mà lúc mới thả ra thì các bạn ấy siêu nghịch luôn. Đấy, đấy. Yêu lắm. Púc thì là một cái dòng chó rất là đáng yêu và nổi bật với cái bộ mặt nhăn và cái đuôi lúc nào cũng xếp lên trên lưng nhé mọi người nhé. Đấy, và Púc có một cái ưu điểm là các bạn ấy khá là dễ đẻ, có thể sinh thường, không cần thiết là phải sinh mổ. Mặt nhăn, đuôi cong tít lên trên lưng luôn. Những cái bạn mà lưng trắng, màu trắng trắng như này thì dễ sinh hơn là những cái bạn lưng xám nhé mọi người nhé. Đó. Thì nếu mà mọi người yêu thích cái dòng chó Púc mặt sệ đáng yêu và nghịch ngợm này thì mọi người có thể liên hệ ngay với các số hotline bên em để bọn em gửi video từng bạn cũng như là tư vấn cho mọi người cách chăm sóc, cách nuôi nhé. Các bạn ấy dễ ăn lắm, siêu hấu ăn luôn, cho gì cũng ăn. Rồi, xin chào mọi người.